vào nhá, sau một tiếng hai con gà đã vàng tươm rất là ngon. Úi dồi, quá ngon luôn. Con này chắc là để tôi ăn phát nữa. Đấy có 6 người đấy. Giờ là bắt đi rồi, bắt đi từ trước. Biết kiểu đẹp để ăn nhé mọi người. Mời anh em cùng đi thưởng thức cả nướng. Đây còn giá mình. Giá mày nữa. Nữa. Sách cái gì nữa đây? Các vở sách cái gì nặng đấy? Để con ra quần mà. Cái nào? Em mang rượu lên à? Rượu lên đầy đây. Đây hai. Ôi. Chào mừng sao đây? Thật chưa ăn được nào? Đây con con này. Ui ở đây. Nó này được đi có những cái gì? Nó mình chế nó không? Duyên. Lý cử quần áo tắm. Xin bác chơi cả với con đi. Chơi với tôi ngon. Chụp vài ngày, bác có chụp vài ngày. Chụp vài ngày. Lên kia chụp vài này, hôm nào kia xem lại nha. Ôi có gì cần không bảo được. Ông đi đá trơn lắm. Cái gì ngon đấy chẳng cần hơn à? Con nào? Con ở đây con cái tiếp xuống nó quay cho tôi. Anh chuyển nó bấm đấy. Mày chuyển lên đây. Chuyển lên đây. Cô thích lên đi lên ngay. Ôi giời. Chiều nay cô lên trên. Còn 3 giờ mới đến này. Đang đúng giờ rồi. Vừa mới ngồi đây. Có ăn được mỗi người 2 miếng. Đây. Rồi ngồi lên đây nào. Đây. Anh Trần. Đi đâu anh Trần? Anh có chú ngồi gần. Mày hôm nay mát đây nhở? Hôm qua. Nhìn đi bà ngoại. Ngủ với bà ngoại. Nhìn đi bà ngoại. Anh ơi đứng ngồi xuống con tí ngã lộn cổ kia đấy. Thật nhá, bây giờ lấy cho vợ một cái đùi ăn đi. Đúng rồi. Thử cái thế nào? Ăn đi, em. Đây này. Cái này nó phần em này. Nó cao luôn. Cái này để đi em không ăn hết được. Ăn đi. Ăn có bao nhiêu nó ăn. Đi. Cầm đi. Anh cầm người ra đây đấy. Đây còn tư này bà ngoại gì. Bà ngoại thôi. Mày thôi, bà ngoại. Bà ngoại ăn cổ rồi. Ăn chất tăng này chăn rồi. Duyên ăn gì Duyên? Có rồi đây. Anh nguyên lực giải quyết bia này không à? Anh Trọng ơi, trai anh đâu anh Trọng ơi? Anh bia của anh đâu nhỉ? Đây! Hả? Ngoài là chết tù với nhà các anh nhỉ? Bia của anh nhỉ? Đây, cứ tù đi! Đây, bia của anh đây! Chưa tắt cả vừa nhá! Trưởng bếp! Trưởng bếp thì... Đầu giờ chiều với lần... Cho nó nằm xuống đi! Cốc này á? Có cái cốc nào? Con này em, để em cho con này cũng được. Được rồi! Mở nắp ra. Ờ, uống này hờ. Lên ăn đi lên. À, đi rừng người ta kiêng phải ăn em ạ. Ơi. Có rượu. Thế sang năm nào nó trưởng không? Bố là à? Nhớ nhá. Nó làm bác dạy đấy. Làm lớp trưởng sợ gì Duyên nhỉ? Nó xung phong nó lớp trưởng. Lớp trưởng năm có thể thay đổi lớp trưởng, nói bé lắm. Đi vào cô giáo lớp 1. Học lớp mấy rồi? Đây là lớp 1 rồi. Lớp 1 rồi. Đây là lớp 2. Sao bé thế này hả Duyên? Ăn nhiều mới lớn. Mồm nó giỏi quá. Bây giờ nó không lớn được. Học lớp 2 bằng anh Tôm mày có học lớp 5 tuổi rồi xong bây giờ 16 cân mà con này. Anh Tôm 18 cân rồi. Thấy chưa? Đây tắm, có sâu không? Chưa đấy. Chứ mà em tắm. Nóc cổ anh mà. Nóc cổ á? Có chung ngập đầu. Anh không dám vào đâu. Lực nó vào ngập cổ, lực cao hơn anh, lực cao hơn anh mà anh không dám vào đâu. Giơ tay lên hình như ngập cả tay rồi nhỉ? Anh không dám vào mà. Ôi giời ơi, máy kia đứng lên cho bằng đấy rồi. Có đá này, đau đi. Ăn chân gà đi anh. Ủa đây em ơi. Tự ngồi xuống ấy. Ngồi xuống để dọa tí.
Nó có chỗ cũng ngập rồi. Nhưng mà bán này an toàn. Tắm thoải mái đi. Tắm ngon nhỉ. Đàn ông ở đây nó bảo, dưới kia nó bảo là, ê, bố ăn hết rồi còn sương rồi. Đấy, con hai con rồi. Đấy là mất đổ hết. Học cha, thay rồi, ôi, con chết rồi. Gần này, đây, mổ hai con là bảo bốn con. Ôi, bắt đầu nhớ à? Như hai con mổ sẵn rồi. Hai con mổ sẵn rồi. Nào anh? Là cha xe, xe máy. Tươi, tươi. Hai con, hai con. Anh đâu dớn làm thế nào? Ô, giời ơi, dớn nhiều thế mà có làm một tí. Đâu nhiều hả? Trời ơi. Quê hai vật ở chỗ kia tí được tí rồi. Ở khu ngay chỗ đường em bây giờ. Có một chú đang đuổi châu ấy. Ông ngoại ơi. Làm đi to vào đang. Ông ngoại. Ông ngoại với bà ngoại đang giao lưu. Ăn đêm sướng à. Ngon, ông nói ngon lắm. Ăn nó phải ngập tràn cân răng nhá. Giữa anh đi với anh trọng với anh về lúc nào cô gái. Mày tất cả mày đổi cho anh à? Anh đẻo tao phải chê cái mái của anh bé. Được à? Xếp có đẻo luôn. Không hết á? Mày nó xếp xuống tắm xuống nó chẳng co vào. Không có to được đó. U. Ừ. Sao anh không bảo là hang của anh bé nhưng mà đầy đủ không bảo thế? Bỏ ra bên đây đi. Ừ, bây giờ không làm đấy nhưng mà... Nha bố nha! Không bọn em muốn làm từ thiện. Anh thôi nhỉ? Không được cái này. Làm ra canh rất là khó khăn. Không chi tưởng. Chồng con, cháu gặp nhau rồi. Con của em... Em à, tuổi mấy à? Tuổi bao nhiêu rồi? Con của em thì bé nuôi. Giờ chung ở trong... Đừng có làm em thì nhà ngoài kia nhưng mà chung mấy con gì ở trên này. Đấy cái nhà hôm nay bảo ấy. Dưới cái này giờ bán bao tiền cân em? Dạ, thế bây giờ đã là bà cũng... Mao tiền cân. Anh với lại trường Việt Nam Andrei cũng bảo tiền cho anh. Dê. 200 một cân hơi á. Một cân hơi. Cái bà đấy nào, cái bà đấy. Cân là dê á. Dê thì phía ngoài 18 năm. 18 năm. Trường Việt Nam Andrei. 18. Tổ chức thì vào đấy. Lúc qua dưới đây mà. Bữa nay anh kể trước. Mà điều khác không nói gì. Bảo cái này vấn đề mới là hiến cho. Nghe. Nha, mới là thế nữa, mới là để cái ai nhỉ đó. Mình có cho. Đây là nhà này. Anh em đang ăn uống thì em Lan đang đi tắm rồi này. Em Lan không dắp sang này cái nhà này. Đi thẳng Lan ơi, Lan ơi. Lan ơi, đi thẳng không sang sờ đâu, bên đây thôi mà, đi thẳng. Đi thẳng ra, đến đùi thôi. Cầm dép sàn thì nó đến đây thế mà. Cái đầu gối thôi. Đến đầu gối thôi. Đến đây thế mà. Không phải đâu. Lực ơi, ra đón chồng Lực ơi. Ra đón vợ. Ai à. Có lẽ video mình cũng sẽ thức quan tâm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.